thưa chư vị đồng tu chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý đạo hữu về những bài pháp ngữ vô cùng quý báu được cung lục từ các bài giảng lớn của hòa thượng tịnh không dáng vẽ của niệm phật tam muội trong hội sớ có một câu nói chỉ quán vô ngại cố danh giải thoát chỉ là buông xả quán là nhìn thấu Chỉ và quán không chướng ngại nhau Không những không chướng ngại Mà giống phía trước nói là Thủy hóa ký tế Nó bổ sung cho nhau Chỉ giúp đỡ quán Quán lại giúp đỡ chỉ giúp đỡ lẫn nhau đây là giải thoát lại nói niệm phật tam muội có thể trừ tất cả phiền não có thể giải thoát sanh tử vì thế được gọi là thanh tịnh giải thoát tam muội trong tất cả tam muội tam muội cũng là phản ngữ tiếng ấn độ cũng có thể dịch những thứ này đều gọi là tôn trọng không dịch tam dịch là chính muội dịch là thụ tam muội là gì vậy là sự hưởng thụ bình thường cũng dịch thành chánh định. Nói một cách khác, sự hưởng thụ bình thường là định, là tâm thanh tịnh. Hỷ nộ ái lạc đều không bình thường. Tại vì sao vậy? Tâm động rồi. Chư Phật Như Lai, Như A La Hán thì được tránh thụ. Các ngài ở trong tất cả cảnh giới, tâm không động nữa. Sẽ không bị sự quấy rầy của ngoại cảnh. Đây gọi là chánh thụ. Phạn ngữ xưng là tam muội. Niệm Phật tam muội năng trừ nhất thiết phiền não ngày nay chúng ta niệm phật không trừ được phiền não là tại vì sao vậy công phu không đủ câu phật hiệu này niệm chưa thuộc mà chưa niệm ra được công hiệu của nó mà thế nào là dáng vẻ của sự niệm ra được hiệu quả Niệm dứt sạch phiền não Đây chính là dáng vẻ của niệm Phật tam muội vậy Thí dụ Thuận cảnh Thiện duyên Người bèn sanh tâm hoan hỷ Hoan hỷ cũng là tâm tình Cũng là bạn đã động vọng tâm bạn đã bị cảnh giới chuyển rồi. Một câu A-di-đà Phật là dằn xuống cái tâm hoan hỷ này để trở lại bình thường. Gặp phải nghịch cảnh, gặp phải ác duyên. Tâm sân hận liền sanh khởi. Tâm oán hờn liền trỗi dậy. Đây đều là không bình thường. nhà nho dùng lễ để tiết chế tâm tình có thể phát ra nhưng đừng quá đáng trong đây có chừng mực đừng vượt quá mức nho thì không ra khỏi lục đạo luân hồi dùng cách này được còn phật phải vượt khỏi lục đạo vượt khỏi lục đạo thì thứ này không xong nhất định phải đem nó trừ cho sạch sạch sẽ sẽ cho nên một câu Phật hiệu này công đức to lớn. Tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, bên trong thất tình ngũ dục trỗi dậy, lập tức dùng câu Phật hiệu này nén xuống. Đây là công phu, đây là để tinh thần của bạn. Chuyên chú ở trên Phật hiệu. Bạn sẽ không bị ngoại cảnh bên ngoài quấy rầy. Đây gọi là công phu Đây gọi là niệm Phật thật Niệm tới trình độ gì à? Niệm tới tiếp xúc ngoại cảnh bên ngoài Không bị quấy rầy Không niệm Phật cũng không bị quấy rầy Tâm cũng vẫn là yên tĩnh Đây là gì vậy? Đây gọi là Bạn đã đạt được niệm Phật ta muội rồi không niệm phật cũng là như vậy niệm phật cũng là như vậy tất cả chẳng bị ngoại cảnh quấy nhiễu cần phải luyện tập đấy trong luận ngữ câu thứ nhất là học như thời tập chi tập đây chính là cần luyện tập trong đời sống phải luyện cái công phu này chúng ta tuy rằng học nhưng chẳng biết tập cũng là nói trong sinh hoạt hàng ngày chẳng có dùng tới câu phật hiệu này vẫn là để tâm tình chúng ta không ngừng trỗi dậy mỗi ngày vẫn sống như cũ trong thế gian thất tình ngũ dục đây là cái thế gian gì đây là thế gian của luân hồi mỗi ngày thất tình ngũ dục thấm lộ ra bên ngoài cái tâm này gọi là tâm luân hồi tâm luân hồi tạo ra tất cả nghiệp đều là nghiệp luân hồi niệm phật cũng là nghiệp luân hồi niệm phật là thiện nghiệp trong luân hồi đời sau được phước báo không thể đoạn dứt phiền não là không thể giải thoát điều này không thể không biết từ đây chúng ta có thể biết như vậy cho nên tu hành nói thật lòng chúng ta chỉ có đang học phật chứ chẳng có tu hành tu là đính chính sửa chữa hành là hành vi Khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp Ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp Động tác thân thể là hành vi của thân nghiệp Ngày ngày chúng ta học Phật Mà khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác Và những gì chúng ta đã học kia không có khớp nhau hai việc khác nhau nó không phải là một việc đây chính là gì vậy học mà không tập học mà chẳng có tu sửa chữ tập trong luận ngữ nói và chữ tu trong phật môn chúng ta nói là một ý nghĩa chúng ta ngày ngày đang học mà không có sửa chữa những thứ tập khí phiền não chúng ta chưa có đính chính nó trở lại. Lúc này là công phu không đắc lực, chưa thể nói là công phu, chẳng có công phu. Không có chăm chỉ học tập ở đâu mà có công phu. Có học, làm thật, đó mới là công phu. Thí dụ bạn làm thật rồi. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, khởi tâm động niệm, thật sự dùng câu A-di-đà Phật này để dặn nó xuống vừa mới dặn xuống thì thế nào à nó lại khởi lên hình như vẫn cứ là dặn không được đây là bạn đang làm đó chẳng phải đè nén không được mà là công phu của bạn còn chưa đắc lực sức lực của phiền não tập khí lớn hơn lực niệm phật của bạn nên bạn dặn không được nó bạn phải nỗ lực chăm chỉ mà làm ngày ngày làm mỗi thời mỗi khắc đề khởi lên là lập tức làm liền dăm ba năm sau có lẽ niệm phật chừng trong một tiếng vẫn còn năm ba cái vọng niệm công phu từ từ đắc lực rồi niệm tới chừng năm năm sáu năm vào niệm phật đường niệm một cây nhang một tiếng rưỡi đồng hồ không còn một vọng niệm nào cả đó gọi là công phu đắc lực vẫn chưa gọi là niệm phật tam muội niệm phật tam muội là gì lúc không có niệm phật ngay ở trong đời sống hàng ngày tất cả cảnh giới bên ngoài bạn nhìn thấy đều không động lòng không khởi tâm không động niệm đây gọi là tam muội ta muội thành tụ thì vãng sanh thành tụ người được niệm phật ta muội ra đi bất cứ lúc nào ai di đà phật lúc nào đến tiếp dẫn bạn cũng được ý niệm bạn vừa nghĩ phật đến tiếp dẫn con thì phật tới liền đừng sợ khoảng cách mười vạn ức phật quốc độ ý niệm này của chúng ta vừa khởi là phật đã rõ biết rồi tại vì sao phật đến tiếp dẫn bạn bởi vì bạn đối với cái thế giới này chẳng còn gì sở cầu chẳng còn gì sở niệm nữa thì phật tới liền ngày nay chúng ta cầu phật cầu phật đến tiếp dẫn phật vì sao không đến vì chúng ta đối với cái thế giới này còn có quá nhiều sự lo lắng quá nhiều cái chưa thể buông bỏ kia Nếu như Phật đến thật, chúng ta còn chưa muốn đi. Vậy là Phật cũng ngại quá. Cho nên Phật không đến. Bạn là giả mà, nào phải là thật? Là thật, Phật liền đến thật. Bạn là giả kia, Phật chẳng đến đâu. Cảm ứng đạo giao, bất khả tư nghị. Thế nên niệm Phật ta muội thật sự năng trừ tất cả phiền não. nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ thượng báo tứ trọng ân hạ tế tam đồ khổ nhược hữu kiến văn giả tất phát bồ đề tâm tận thử nhất báo thân đồng sanh cực lạc quốc nam mô a di đà phật cẩn dịch diệu hạnh diễn đọc trí lan